Dạ ông bà, cô chú anh chị thân mến, hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trong một ngôi làng của người dân tộc Lắc Lây. Thì hôm nay Sơn Ngọc mới vừa tìm hiểu được một hoàn cảnh của một chị gái. Thì hiện tại là chị đang lo cho hai đứa con. Thì chồng của chị là cách đây khoảng bao lâu rồi chị? 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Dạ. Thì khoảng cỡ 3 năm, chồng của chị không may là qua đời cả nhà, bị xe tông. Thì hiện tại chị đang lo cho hai đứa con gái. Và công việc chính của chị hàng ngày đó là mình đi làm công việc gì nhỉ? Đâu có đi làm công việc gì đâu, chỉ hai mẹ lũng quần bò thôi. Hai mẹ làm phân bò. Dạ, bữa nay hết mẹ rồi, chỉ nhặt con bò thôi. Dạ. Là mẹ là hái hết rồi. Dạ, hàng ngày Dạ. cứ hay biết. Còn đi nhặt phân bò. Dạ. Chị bệnh cách đây được mấy ngày rồi? Được 1 tuần rồi. Được 1 tuần nữa rồi. Là mình có đi khám không? Khám người ta nói bị đau dạ dày á, dạ À, dày. bị đau dạ dày. Dạ, chị bị như vậy á, rồi hàng ngày chị còn đi nhặt phân bò không? Còn Bị như vậy sao đi nhặt phân bò được nhỉ? sợ con không có tiền ăn, tiền đi học nữa. Bé nào đi học đâu, bé này hả? Dạ. Bé này nhiêu tuổi rồi? Con gái ơi, con nhiêu tuổi rồi? Đã 8 tuổi, đã Dạ. 8 tuổi. Bé 8 tuổi rồi hả? Dạ. Chị năm nay bao nhiêu rồi chị nhỉ? Thì sinh năm 96 là sinh Chị năm sinh năm 96 hả? 96 Một là chín chín sáu. dạ. Dạ. Còn bé gái nhỏ này. Nè hả? Dạ. Con không biết. Sao chú ra đây dạng như vậy? Rồi. Vậy lỡ đâu người ta vô ta bắt trộm sao? Gà bị gì vậy chị? Không biết, bị đa chân. Dạ. Rồi tự nhiên tới Sơn Ngọc đứng luôn cả nhà. Kỳ lạ ghê không? Bé gái 8 tuổi rồi. Dạ. Là lúc trước là bé khoảng cỡ 5 tuổi thì chồng chị qua đời rồi, một mình chị lo cho hai đứa con luôn. Dạ. Dạ. Và hiện tại thì chị đang lo cho hai đứa, chị gặp khó khăn như thế nào? Thế là chị cảm thấy mình lo cho hai đứa con nó có khó khăn không? Và khó khăn như thế nào á? Có không có công việc đi làm. À, không có công việc đi làm. Dạ. Tức là mình không có công việc chính hàng ngày á, mình đi làm đó đúng không? Dạ. Còn cái việc nhặt phân bò là kiểu như là mình làm, mình kiếm tiền, mình trang trải cho cuộc sống bình thường thôi, mua đồ ăn rồi dự trù cho con đi học thôi. Dạ. Dạ. Lộn con bò hay mẹ ăn không đủ, Dạ. không đủ, không đủ tiền con đi học, không đủ tiền ăn, biết biết sao nữa. Nhưng một ngày chị nhặt phân bò được nhiều không? Được có 1 ngày 5 bao, một ngày bự Cô được 4 bao vậy đó. su. Có ngày được 5 bao, có ngày được 4 bao. Dạ. Dạ. Là mình bán được khoảng bao nhiêu tiền? 1 bao thì 10 ngàn, thì 5 bao thì được 50 ngàn. Một bao 10 nghìn. Ừ. 5 bao được 50 nghìn. Mà phải một ngày. Thế còn một buổi được 2 bao đến 1 bao hả? Một buổi một một bao rưỡi. Một buổi 1 bao rưỡi. Dạ. Là một buổi là chỉ có được 1 bao rưỡi thôi. Dạ. Dạ. Vậy là một ngày có khi nếu như mà mình dồn dồn thì được 4-5 bao. Như một ngày chị kiếm khoảng cỡ 40 đến 50 nghìn đó, đủ lo cho các con không? Dạ không đủ. Như ngày nào mình cũng kiếm khoảng đó hay là sao chị? Cũng hàng ngày con kiếm trong đó thôi. Dạ. Như sáng rồi bé đi học rồi ai đưa đón bé đi học chị? Chị oan kì Dạ. Rồi một buổi sáng con của chị đi học rồi chị có cho tiền không? có 1 ngày 20 ngàn. Rồi đi học 1 ngày 20 ngàn luôn. Dạ. Chiều về nhà luôn. Dạ. Là sáng đi học cái chiều mới về. Dạ. Là chị cho bé luôn 20 nghìn. Dạ. Dạ. Thì còn 20 nghìn, 30 nghìn rồi. Rồi chị với lại bé nhỏ ở nhà mua gì để ăn? Ăn mì tôm thôi. Ăn mì tôm mua cá khô ăn. Dạ. Nấu canh chua. Dạ thì em được biết là hiện tại chị đang ở trong cái căn nhà này là căn nhà chị
xin người ta để mà ở đúng không? Dạ. Hiện tại thì ba mẹ của chị là ở đâu? Ba mẹ của chị ở nhà bên kia kìa, gần nhà chú Thành vậy đó. Dạ. Là ba mẹ chị ở bên đó cùng với ai? Hay là chỉ có ba mẹ chị thôi? À, ba mẹ chị ở bên đó thôi. Dạ. Là trong gia đình của chị á, là có mấy anh chị em chị? Là 6 đứa gái. Rồi 6 đứa con gái luôn. Có người con trai nào không? Không. Rồi 6 người con gái. Đây là chồng ở Sài Gòn một đứa. Dạ. Bắt chồng ở bên nè 3 đứa. Dạ. Ở với chồng hết luôn. Là mấy anh chị em, mấy chị em là đi bắt chồng là ở với chồng hết rồi. Dạ. Sao chị không qua ở chung với ba mẹ chị không? Không, chị ba mẹ ơi uống rượu miết. Ba mẹ chị uống rượu hả? Dạ. Chị uống rượu. Ý là ba mẹ chị uống rượu là có la mắng hay đánh đập gì không? Có chứ. Có. Cho nên là chị và lại con ở không được cho nên mới xin người ta nhà để ở. Dạ. Hiện tại nhà còn gạo ăn không? Còn. Em cảm thấy như chị kiểu như đang sợ điều gì hay là đang rụt rè á? Chị sợ hay gì? Sợ hay ngại? Ngại. Ngại. Lúc trước á là em đến em thăm chị á thì em cũng có đăng tải lên trên cộng đồng mạng á, cũng có rất là nhiều những ông bà cô chú anh chị quan tâm và thương gia đình của mình. Dạ. Và hôm nay em quay trở lại đây em thăm gia đình của chị và mấy đứa nhỏ nè. Tại vì em mới vừa đến em hỏi thăm thì chị nói chị bị bệnh á. Là bữa giờ cũng không có đi làm gì được mà. Mấy ngày nay chị cũng đâu có đi làm đâu đúng không? Dạ. Vậy rồi mấy đứa nhỏ làm gì có cái mà ăn? Chị hôm qua nhặt con bò đấy. Hôm qua có nhặt con bò nữa. Dạ. Dạ. Xin phép cô Phương ấy, em tặng cho chị một ít quà nha chị. Dạ. Dạ đây là gạo nè. Rồi đây là những cái món đồ nhu yếu phẩm đó chị. Dạ. Dạ đây. Nhà còn gạo nhiều không? Còn. Gạo trong này hả? Dạ. Cũng còn gạo nè. Rồi em nói chung là ở đây là em có những cái món đồ nhu yếu phẩm em thay mặt cô Phương lúc ngồi á, em mua em gửi cho mình nha. Dạ. Dạ, trong đây có mì tôm nè. Chị có hay thường xuyên ăn mì tôm không chị? Có. Mấy con gái có ăn mì tôm không? Dạ. Có, con thích ăn mì tôm không? Thích hả? Thích ăn mì tôm hay thích ăn cháo? Hả? Không có mì tôm, hồi sáng khóc. Như nhiều lúc có mấy bé có hỏi là mẹ ba đâu rồi không? Có chứ. Rồi những lúc đó thì chị nói như thế nào với bé? Mẹ ơi, bà đi đâu vậy? Bà đi làm, sao bà chưa về? Biết đâu đi gần tiết, gần tiết bà mới về. Xong rồi lớn rồi nghe người ta nói. Không biết nói nữa. Là biết là cái từ mất là sao không? Chị? Nó nói, nghe người ta nói bà là nói xạo. Nói xạo? Ừ, nói xạo. Yeah. Lát nữa ba về mà. Hên về. Lúc trước các bé còn nhỏ là chị giấu, là chị nói là ba đi làm xa. Dạ. Tết mà mới về. Dạ. Nhưng mà các con đợi biết bao nhiêu cái Tết rồi mà thấy ba không về. Dạ. Rồi lúc đó rồi Tết rồi các bé có hỏi lại không? Có chứ. Hỏi lại là chị nói như thế nào? Hỏi miết, hỏi miết. Hỏi xong rồi khóc. Hỏi xong rồi khóc. Ừ. Thì lúc đó mình không nói với các bé là ba mất luôn mà mình lại giấu như vậy chị. Đấy là mình có một cái suy nghĩ này như thế nào? Sợ nó bị sốc gì đó. Bị sốc hả? Ừ. Nói mất bà, sợ nó bị sốc không có tiền lo mua thuốc gì đó. Là đợi các bé lớn một tí nữa mình mới nói. Dạ. Rồi đi ra ngồi chơi thì người ta cũng sẽ nói thôi, cũng biết rồi về khóc. Rồi 3 năm đây hả chị? Dạ. Chết 3 năm. 3 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm như sau này rồi chị có muốn thêm bước nữa để mà mình kiếm ba mới cho hai bé không? Có. Có hả? Là mình cũng muốn bước thêm bước nữa để kiếm ba mới cho hai bé. Dạ.
Hai mẹ con cực khổ lắm. Ba mẹ con chứ. đúng, ba Ba mẹ mẹ con con cực khổ. cực khổ lắm. À, cực khổ là cực khổ như thế nào chị? Không, không có kiếm tiền được. Không kiếm tiền được. Ừ. Dạ. Là như chị ở nhà nội trợ nè, lo cho hai bé nè, thì ai đâu mà kiếm tiền. Còn chị đi kiếm tiền thì ai đâu mà coi hai bé, đúng không? Dạ. Là bữa giờ chị đã kết nối được mối tình nào chưa hay sao? Đã có kết nối được mối tình nào chưa? Có để ý nào chưa? Chưa. Chưa. Dạ. Như như em ghi hình lên đây á, lỡ nào có anh nào mà muốn kết nối với chị chịu không? Chịu không? Chịu nhưng Chịu. mà Nhưng mà làm sao? Sao chị, nhưng mà làm không biết nữa. sao? Hàng ngày á là chị đi múc nước, là mình đi ra ngoài này mình múc. Dạ. Dạ. Này là nước suối hay là nước kiểu như là nước máy chị? Nước Nước suối dạ hả? Kiểu như chị sợ cái điều gì á, chị không không nói được luôn hả? bởi vì bị bệnh không không Bị bệnh mệt quá hả? dạ Bệnh mệt quá không nói được luôn. nước mè này Nước ở ngoài này. dạ Ồ, em thấy có đường ống nước mà. nước ơn không biết nữa. Đây nè, đường ống nước nè. Hay là cái đường ống nước này á là mình bắt từ trên núi bắt xuống. Dạ. À. À, đường ống nước này là bắt từ trên núi bắt xuống. Dạ. À, cho nên là chị nói là nước suối, nhưng mà kiểu như nhìn như là nước máy vậy cả nhà. Mà nước này là kiểu như xung quanh đây là bà con ở đây là sử dụng chung hả chị? Dạ. Dạ. Ở bên đây có mấy căn nhà này cả nhà. Bên này có mấy căn nhà, bên kia cũng có mấy căn nhà nữa. Là ở đây có nhiều hộ dân không chị? Có. Bao nhiêu hộ? 5 hộ. Năm hộ. Dạ. Là năm hộ ở đây là chị ở đây là có quen biết gì không? Có Có. dòng họ gia đình mình đâu? Biết. Sao mình sắm cái canh gì mà nhỏ vậy chị? Mình mua canh to to một tí để mình sử dụng nhiều. Mang không nổi. À, mang không nổi. Dạ. Cái này là mở hết rồi hả chị hả? À, tại vì cái đường ống này á là nó nhỏ quá, mình bắt từ trên núi bắt xuống lần cơ mà. À, tức là cái này là kiểu như là hồi đó là mấy gia đình chung tay với nhau làm. Không biết mấy mấy giống mình nè ở thấy người ta làm rồi. À, tức là chị mới dọn qua đây ở cái thấy người ta làm rồi cái mình xin mình xài luôn. Dạ. À, nếu như mà không có đường nước này rồi làm sao? Uống nước suối. Nước suối nữa đâu nữa? Nước suối gần gần kia. Sao? Xa lắm. Nước này là mình cứ để cho chạy thoải mái luôn. À, như rửa chén đồ ở nhà thì mình đi múc từng canh như thế này về. À, còn như giặt giũ quần áo á, là mình chị phải đem ra đây hả? Như nước này là chị có uống luôn không hay sao? Uống luôn hả? Uống nước này luôn hả? Như nó có sạch không mà mình uống vậy chị? Mình lọc bằng cách nào? Áo. Áo à? Lát nữa chị về chị lọc cho em xem thử nha. Dạ. Canh này có 1,5 lít à. Áo là hàng ngày chị lọc quá hả? Dạ. Dạ, dành riêng để lọc nước. Ừ. À, lọc như vậy nữa là mình mới uống được. Ừ. Rồi cái mình đổi lại hả chị? Hả? Mình lọc xong hết chai rồi, hết cái can này xong cái mình lấy nước này mình đổi lại. Dạ.
Vì luôn. Vì sao em thấy khó khăn như vậy? Lăn như này uống được rồi. Dạ. Con gái không uống nước không? Uống nước không? Ăn mì tôm sống hả? Ăn mì tôm của chú đem lên ăn tôm sống luôn. Không chịu chế ăn mà ăn mì tôm sống à. Lọc như thế này không có chừng. Dạ. Là khi mà mình uống thì mình mới lọc. Ừ. Còn như chị rửa chén rồi mình cũng đâu có cần lọc đâu nhỉ? Phải. Dạ. Cũng hơi dừa tí. Dạ. Dạ được rồi, em muốn thấy thử như thế nào chị. Rồi áo này rồi mình cắt lại. Như chị xin chị ở nhà này á, là người ta có lấy tiền chị không? Dạ không. Cho chị ở miễn phí. Dạ. Dạ. Ở đây là chị Ngọc thấy chị để kiểu như là hai cái chỗ để mình nấu ăn luôn. Vì sao mình làm hai chỗ nấu ăn dưới vậy chị? Mình chiều nó nắng lắm. Chiều nắng. Cái dạ. Mình làm chỗ đây ấy. Củi là mình cũng đi kiếm xung quanh ở đây. Dạ. Dạ. À. Cái gì vậy chị? Mệt hả? Mệt. Lấy nước mệt hả? Dạ. Lấy nước mệt cái ngồi luôn. Trời ơi. Đây chị ơi. Thì hôm nay em đến đây thăm gia đình của mình. Và cũng nãy giờ cũng hỏi thăm gia đình của mình á. Đấy, thì được chị chia sẻ là hiện tại đang bệnh. Rồi như hiện tại chị có tiền mua thuốc đồ uống không? Ừ? Hiện tại chị có tiền mua thuốc đồ uống không? Dạ không có. Bây giờ trong túi không có ngàn nào luôn? Không. Phải không? Thật không? Thật. Không có ngàn nào mua thuốc uống luôn. Dạ. Tiền mua thuốc hết hôm qua rồi. Dạ rồi hôm nay có thuốc uống không? Dạ hết rồi. Dạ. Với lại sẵn là bệnh đó cũng không có đi làm phân bò. Dạ. Cũng không có tiền mua thuốc uống luôn. Dạ. Dạ con Sơn Ngọc xin phép ông Chanh và bà Giá, con xin phép con trích ra 200 nghìn để con gửi tặng cho chị nhé. Và con cũng xin phép chú Hùng ở Đồng Nai, con xin phép con trích ra 200 nghìn để tặng cho chị luôn. Và con cũng xin phép một người cô xin giấu tên ở nước ngoài, con xin phép cô cũng trích ra 200 nghìn để con gửi cho chị. Để chị có tiền chị mua thuốc uống. Thì con xin phép ba ông bà cô chú chị nhà hảo tâm. Thì mỗi người con trích ra 200 nghìn thì 600 nghìn. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây 600 nghìn chị. Em lấy nộn tiền của em ra thành 700. Đây chị, 100 này. 200, 300, 400, 3, 4, 5, 6. 600 nghìn nha chị. Dạ. Để mình mua thuốc mình uống. Dạ. Dạ. Tại vì số tiền quỹ của Trần Ngọc không có nhiều cả nhà, thì Trần Ngọc có thể là giúp cho chị những lúc ngặt như thế này thôi. Thì cả nhà mình cũng thông cảm với Trần Ngọc nhé. Cái số tiền 600 nghìn này em nghĩ rằng cũng có thể là đủ để cho chị mua thuốc mình uống để qua bệnh. Và vài bữa nữa thì có thể là chị đi nhặt phân bò, tại vì công việc chính của chị là đi nhặt phân bò mà đúng không? Dạ. Đấy, cho nên là chị kiếm thêm để mà mình lo cho các con. Và nếu như em có duyên và có thể thì em sẽ quay trở lại đây em giúp đỡ cho chị nhiều hơn nữa. Dạ. À, chị có thể là nhìn lên phía trước cảm ơn những ông bà cô chú chị nhà hảo tâm giúp em nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ. Dạ. Dạ con Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt chị một lần nữa con cảm ơn ông bà cô chú chị nhà hảo tâm rất là nhiều ạ. Con chúc tất cả ông bà cô chú chị nhà hảo tâm luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Em cũng xin phép chị em đi về nhé. Dạ. Tí nữa như mình nấu gì cho các bé ở nhà ăn? Không biết nữa, nấu cá khô thôi chiều nữa. Nấu cá khô? Dạ. Rồi tí nữa đi trích ra 100 nghìn mua thịt cho mấy nhỏ ăn. Sợ... Giờ này sợ không ai bán nữa đúng không? Dạ. Chắc chắn có. Dạ. Kiểu như thấy chị hơi nhút nhát và rụt rè cả nhà ơi. Chắc chị ngại đúng không? Chị ngại em đúng không? Dạ. Dạ cảm ơn em. Dạ. Dạ em cũng xin phép chị em về. Dạ. Dạ Sơn Ngọc cũng xin phép cả nhà mình, Sơn Ngọc tạm dừng video tại đây nha. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.